Nè 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 nè, ông tổ của ta ơi, đừng tràn ra ngoài nữa nha. Nếu ngươi tràn ra ngoài á, ta phải xách từ đầu luôn đó. Đúng là khổ thân ta quá đi. Nếu một ngày nào đó hai cái thùng nước này mọc ra đôi chân á, như vậy thì tốt biết mấy rồi. Ê trời ơi. Qua. Bành tổ sư, Bành tổ sư, ông bị sao vậy Bành tổ sư? Sư phụ, sư phụ, sư phụ à, sư phụ, sư phụ à, sư phụ, mà cứu ông ấy đi. Bành tổ sư, chú Trùng Bác, để có biết hắn lại hay không? Sao để dám đưa hắn về Hoàng Giác Tự? Là Bành tổ sư mà. Để biết mà còn đưa hắn trở về đây hả? Để định hại mọi người trong tự chịu tai ương hay sao? Con đừng nói nữa, Trùng Bác, cô mau đưa Bành tổ sư vào thiền phòng của ta. Dạ dạ dạ. Hey, vậy. A Di Đà Phật. Bành Vinh Ngọc đang trốn trong tự, mau bao vây Hoàng Giác Tự cho ta. Lên. Dạ. Dạ. Ê, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Quân nguyên đến rồi, họ đã bắt Bành tổ sư đó. Vinh Ngọc, ông không được ra ngoài, trốn mau lên đi. Đi. Khám xét cho ta. Mau lên. Với một tay, mau lên, mau lên. Lên. Vinh Ngọc, ông trốn vào đâu? Còn mau đóng cửa lại, mau lên. Mau lên đi. Nhanh lên, cùng qua đây mau. Ơ sư phụ. Sư phụ, sư phụ à, sau này con không dám nữa. Sư phụ, tha lỗi cho con đi sư phụ. Con là một hành động nho nhỏ vi phạm quy định trong tự thì phải chịu sự trừng phạt. Sư phụ, phải trục xuất con ra khỏi sơn môn. Sư phụ đừng, sao này con không dám nữa. Con không dám viết bảy dòng chữ đầy đi 3.000 dặm phía sau tượng Bồ Tát nữa đâu. Sư phụ tha cho con đi. Con có nói gì cũng vậy. A Di Đà Phật, các vị đến đây có chuyện gì không? Nói, thầy giấu Bành Doanh Ngọc đi đâu? Bành Doanh Ngọc? Dưới kia có người báo tin Bành Doanh Ngọc đã trốn lên núi rồi, đang trốn trong Hoàng Giác Tự của thầy. Chuyện đó Bần đã hoàn toàn không biết. Bần tăng ở đây dạy dỗ tiểu hành động trong tự, nó vi phạm tự quy, phải phạt. Khám xét cho ta. Dạ, dạ, dạ. Khải bẩm tướng quân, không có phát hiện. Khải bẩm tướng quân, bên kia cũng không có. Khải bẩm tướng quân, xung quanh đây không có ai. Tên tiểu tử kia đáng khen lắm, dám đầy Bồ Tát trong tự xa 3.000 dặm. Bộ ngươi quyền quy hơn ta sao? Nhìn mặt của ngươi, biết ngươi là đồ hèn. Ngươi thì tát vô mặt đi, mãi cho đến khi sư phụ ngươi hài lòng mới thôi. Dạ, con sai rồi, con sai rồi, con sai rồi. Con sai rồi, 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 con sai rồi. Chúng tôi không có đầy thầy dạy dỗ đệ tử nữa. Đi, theo ta đi tìm kiếm. Dạ. Con sai rồi, con sai rồi, con sai rồi, con sai rồi. Trùng Bác, con không sao chứ? Không sao là tốt. Không sao đâu. Không sao là tốt. Sư phụ, ta hỏi con, có phải con Đại Ca Lam Bồ Tát đi xa 3.000 dặm không? Sư phụ, sao này con không dám nữa. Đúng rồi, hai chữ này là chữ gì vậy? Hai chữ này. Ý, con không biết chữ à? Con thật sự không biết chữ đâu. Con chỉ biết được năm chữ đầy xa 3.000 dặm thôi. Tại vì có lần hàng xóm của con đã bị quân nguyên đầy xa 3.000 dặm. Họ đã viết năm chữ này lên cửa nhà hàng xóm của con đó, nên con mới biết thôi. Trùng Bác, lần này con khéo léo lắm. Những gì con vừa làm đã cứu sư phụ và Hoàng Giác Tự. Nhưng mà sau này con có gặp ai cũng phải giấu kín chuyện này. Ê, sư phụ, chuyện đó đương nhiên rồi. Có lý nào con đem kể cho người khác nghe chứ? Đúng không? Được. Con mau ra ngoài xem lại có quân nguyên đi khỏi chưa. Vậy con xin phép sư phụ ha. Nè, tổ sư uống thuốc đi, coi chuyện nóng đó. Từ từ thôi. Từ từ. Trùng Bác đa tạ cậu. Trời ơi. Tổ sư, ông không nên khách sáo với tôi như vậy làm gì. Tôi lo hầu hạ ông là lẽ đương nhiên thôi. Ý, quần áo dơ hả? Tôi đem đi giặt giùm ông hả? Trùng Bác, có chuyện gì? Không làm phiền cậu nữa, cho tôi khỏe lại, có thể bước xuống đi lại, tự tôi giặt là được hả? Hay,
Tổ sư à, nếu như ông tự mình đi giặt đồ á, vậy mới là thật sự làm phiền tôi đó. Tại vì tất cả những giọt nước ở trong tự đều do mình tôi gánh từ chân núi lên đó. Bây giờ tôi lấy quần áo của ông trực tiếp mang ra bờ sông giặt là được. Hả? Ông nghỉ ngơi đi ha. Tùng bác à. Hả? Vất vả cho cậu. Là sách gì vậy? Sao không có bức tranh nào hết trơn à? Hả? Toàn là chữ không à? Ai mà biết đọc chứ? Thiệt tình. Ê, nè 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 nè. Ê, đứng lại mau. Ê nè, đi đâu vậy? Ôi trời. Ê nè. A Di Đà Phật. Bất thức bổn tâm, học pháp vô ích. Bất thức bổn tâm, học pháp vô ích. Nhược thức tự bổn tâm, kiến tự bản tính. Nhược thức tự bổn tâm, kiến tự bản tính. Tức danh gì? Tức danh gì? Trượng phu. Trượng phu. Thiên nhân sư Phật. Bất thức bổn tâm, học pháp vô ích. Bất thức bổn tâm, học pháp vô ích. Nhược thức tự bổn tâm, kiến tự bản tính. Nhược thức tự bổn tâm, kiến tự bản tính. Tức danh gì, trượng phu? Phụng hoài tắc chỉ. Ôi trời, ôi, 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 ôi trời. Ôi trời, ôi, 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 ôi. Chú Trùng Bác. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh à. Để tính chăm lửa thiêu rụi Hoàng Giác Tự hả? Hả? Nếu ta đến chậm một bước, để nó bị chết thiêu rồi đó. Và Hoàng Giác Tự cũng chịu chung số phận rồi. Đại sư huynh, ta muốn cho đệ một chưởng chết ngay tại chỗ, ở trong kho củi. Vậy mà đệ dám sử dụng đèn cây hả? Đệ rõ cái gì hả? Bộ ngày mai đệ phải xuất giá hay sao? Hay trên mặt đệ có theo qua hả? Không 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 không, không có theo qua. Đệ cam đoan lần sau đệ không dám nữa. Đệ còn dám nói với ta lần sau nữa sao? Lần sau thì đệ chết thiêu rồi. Dạ. Mau lập tức quét dọn sạch sẽ, sau đó quỳ trước mặt Phật tổ, rồi từ đó suy xét lại. Dạ. A Di Đà Phật. Bất thức bổn tâm, học pháp vô ích. Nhược thức tự bổn tâm, kiến tự bản tính. Tức danh trượng phu. Ôi trời. Đại sư huynh, đệ vừa lẩm bẩm gì đó? Đâu có gì đâu. Kêu đệ quỳ trước mặt Phật tổ để chuộc tội, nhưng mà đệ lại quỳ ở đây nằm mơ hả? Đệ không có. Rồi nói, có phải đệ đã nghe trộm sư phụ giảng kinh phải không? Đệ không có đâu đại sư huynh. Không có hả? Vậy tại sao đệ lại thuộc lòng lực tổ đàn kinh? Bộ chân kinh này đâu cho phép tên tiểu hành động như đệ học thuộc hả? Đệ học thuộc lòng sao? Chẳng lẽ khẳng định đệ nằm mơ được Phật tổ dạy cho đệ? Người đòi dạy đệ, đệ biết làm dám sao chối cãi nữa hả? Đệ không có đâu đại sư huynh à. Không có, vậy chắc chắn là đệ lẻn vào tàng kinh lâu rồi hả? Lấy trộm kinh thư trong đó. Không, đệ thầy là không có. Đau quá. Vậy đau thì quá. Ta sẽ khám xét phòng của đệ để xem ta có nấu quan cho đệ hay không. Đừng mà đại sư huynh à, đừng mà đại sư huynh nè. Đại sư huynh. Sư phụ, tên tiểu hành động mượn trời làm gan,
lấy trộm kinh thư ở trong tàng kinh cát nữa. Nè, đệ không có. Ngay trước mặt sư phụ mà đệ còn dám xảo biện hả? Nếu không lấy trộm làm sao có? Đó là của Bành tổ sư đó. Đệ còn dám lấy trộm kinh thư của Bành tổ sư hay sao? Đệ thực sự đã làm mất mặt của Hoàng Giác Tự chúng ta. Đệ không phải cố ý đâu mà. Ngô Đức, con lui xuống trước đi. Sư phụ, con sai rồi. Con không nên lấy kinh thư của Bành tổ sư như vậy. Con đọc qua cuốn sách này sao? Ừ. Thế nhân sinh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhật chỉ cầu phúc điện, bất cầu xuất ly sinh tử khổ hải, tự tánh nhược mê phúc hà khả cứu. Ý của đoạn này là sao vậy? Đệ tử ngu muội vẫn chưa tham ngộ. Vậy con nói thử xem. Có phải là vấn đề lớn nhất trong cuộc đời đó là sống chết, nhưng mà người đời hàng ngày chỉ biết thông qua tu hành để cầu sinh có phúc báo, mà không biết thoát khỏi nỗi đau của sống chết. Trùng bác, ngộ tính còn rất cao. Tất cả đều do lỗi của con. Con vẫn chưa xuống tóc. Con không nên đọc kinh thư làm ô uế cửa Phật. Ai nói chưa xuống tóc không được đọc kinh thư chứ? Đại sư huynh nói đó. Con chưa xuống tóc không được đọc kinh thư đâu. Tại vì nó sợ các con am hiểu đôi chút mà bị lầm đường lạc lối. Nhưng trùng bác thì không phải như vậy. Con có ngộ tính cao, tánh tình đôn hậu. Con mà không học thì tiếc cho con. Hay là vậy, sau này con làm việc xong thì đến đạo trường tham gia giảng kinh. Đa tạ đại sư phụ. Nè, cuốn lục tổ đàn kinh này do sư phụ biếu cho con. Con ráng tham ngộ nha. Đa tạ sư phụ. Vậy còn cuốn này ta thay con trả cho Bành tổ sư. Làm phiền thầy rồi. Wow. Anh nè, cô làm vậy là sao? Cô có biết mặt cô dày cỡ nào không hả? Nó còn dày hơn cả da trâu luôn đó. Ôi trời, tại sao làm muội vậy Thanh Thanh? Vậy huynh tưởng muội là ai? Xin lỗi muội nha. Dạo này hay có một tên phá phách thường đến đây quấy rầy ta lắm. Vậy rồi ta nói vậy muội đừng có trách ta nha. Không có. Phải rồi, tại sao chỉ có muội vậy? Uông đại nương đâu? Mẹ muội đã đến nhà cậu muội ở làng bên. Huynh bỏ đi một thời gian, muội thấy không yên tâm cho nên đến thăm huynh. Đường xá xa xôi, muội lặn lội từ xa đến đây tiếc giả cho muội rồi. Đúng rồi Trùng Bác ca, muội mang đến cho huynh đó. Cho to sao? Ừ. Được. Ôi trời, muội sợ huynh nhịn đói. Không cần đâu, ta ăn no rồi. Huynh đừng có gạt muội nữa. Nếu như trong tự được ăn no, liệu huynh có ốm như vậy hay không chứ? Huynh vẫn ốm như hồi đi khỏi làng. Huynh sắp thành que củi rồi. Ta cho muội hay nha, chủ trì trong tự còn dạy ta học hành viết chữ luôn đó. Có thật không vậy? Tất nhiên rồi, đây là cái tên Chu Trùng Bá của ta đó nha. Ta biết viết đó nha. Vậy huynh viết cho muội coi đi. Được rồi, ta viết cho muội coi. Ý. Nhìn kỹ nha. Chu. Trùng. Bác. Nhìn kỹ chưa? Trùng Bác ca, huynh có thể dạy muội viết tên của muội không? Tên của muội hả? Tất nhiên không thành vấn đề. Nè, cầm lấy. Uông. Thanh. Ồ.
phía dưới viết sao ta? À phải rồi, viết như vậy nè. Hả? Thanh. Phía dưới là một chữ Nguyệt. Trung Bác ca. Hả? Huynh còn học thêm được bản lĩnh gì nữa không? Ta tụng kinh cho muội nghe hả? Ừ. Được rồi. Thiên chi đạo tồn phù dị. Địa chi đạo tồn phù giảng. Đại sư huynh. Chú Trung Bác. Mỗi người một cái màn thầu. Đại sư huynh, hôm nay đệ làm việc quá mệt mỏi rồi, và làm không biết nghỉ ngơi luôn. Huynh hãy thông cảm cho đệ đi ha. Chà, chú Trùng Bác này chỉ trong có một đêm cơ bắp đã nở nang như vậy rồi hả? Bộ đệ lại thấy mình mẩy ngứa ngáy hay sao? Để lấy trộm màn thầu ở trong tự sẽ có người phải nhịn đói thôi. Đại sư huynh, đệ chỉ lấy thêm một cái thôi mà. Nửa cái cũng không được. Thôi được rồi, đệ ăn phần của mình chắc là được chứ. Chú Trùng Bác. Giờ cơm chiều của đệ đã qua rồi. Đại sư huynh, đệ muốn ăn cơm hay lặn chỗ lông gà đây? Cút. Ma kìa. Trời ơi, ma cái đầu cậu, củi là người đó. Củi lại. Tôi mũi tôi. Thiệt không? Ừ. Trùng Bác sư huynh, chẳng phải người nhà của huynh đã chết rồi sao? Thì cả nhà cậu chết hết thì có. Tôi áy náy lắm vì đã làm cho huynh sợ. Nè, có phải huynh đệ tôi không? Tất nhiên. Nếu là huynh đệ thì đừng có cho đại sư huynh biết về cô ấy đó nha. Nhưng trong tự có quy định không cho phái nữ. Đầu óc của cậu có phải là bằng gỗ hay không vậy hả? Sao không biết linh hoạt gì hết trơn vậy hả? Cậu thấy bây giờ trời đã tối rồi, bắt cô ấy về nhà hay sao? Không mà trên đường đi gặp phải đạo tặc hay là ác thú, cậu thấy sung sướng hay sao? Do đó cậu muốn được ngủ yên một giấc không? Muốn. Càng không thể tiết lộ. Nếu cho họ biết được á, vậy mọi người ở trong tự sẽ rối tung lên. Cậu có hiểu chưa? Tôi hiểu. Tôi hiểu rồi. Ây trời, đây. Ôi trời, mau ăn đi. Trung Bác ca. Từ đâu mà huynh có vậy? Thôi đừng hỏi nữa, ăn nóng cho ngon hả? À phải rồi. Nè, cho muội luôn đó. Ôi trời ơi, muội không thấy ăn cái này đâu, muội cố tình mang đến cho huynh đó. Nếu muội không chịu ăn đó nha, vậy thì muội mang hết số bánh này về nhà cho ta ngay đi, ta không có nhận đâu đó. Nè. Vậy được thôi, để muội ăn. Như vậy mới đúng chứ. Muội ăn đi. Thế nào, tay nghề nấu nướng của ta có được không hả? Ngon lắm. Trung Bác ca, huynh ăn chung cho vui. Ta ăn no rồi, muội cứ tự nhiên đi. Huynh gạt muội. Tên tiểu đồng vừa rồi đã nói cho muội nghe rồi, trong lúc ăn cơm chiều huynh về lấy màn thầu cho muội đã bị đại sư huynh phạt. Muội đừng nghe họ nói bậy chứ. Thiệt tình nếu như huynh không ăn vậy muội cũng không ăn. Được vậy ta ăn một chút được chưa hả? Ngon lắm á. Huynh ăn cái này luôn đi. Muội ăn đi hả? Nghĩ lại ca ca như ta thật vô dụng. Muội từ xa đến đây, ta lại xa suốt như vậy, không có món gì ngon để tiếp đãi muội hết rồi. Nếu như muội mong huynh tiếp đãi thì muội không đến đây đâu. Trong lòng ta thật sự áy náy lắm đó. Muội nghĩ xem,
Mẹ muội tốt với ta như vậy, muội cũng tốt với ta như vậy, nhưng ta chẳng đáp lại được gì ngoài một chén rau luộc này thôi. Trung bác ca, huynh không nên nói như vậy. Hiện nay thời buổi khó khăn, không ai có cuộc sống sung túc đâu. Nhưng mà muội yên tâm đi, nếu sau này ta thành đạt rồi, ta sẽ không quên muội đâu, và ân tình mà mẹ muội đối với ta nữa. Trung bác ca, muội và mẹ muội không đòi hỏi gì ở huynh, chỉ cần huynh khỏe mạnh, vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. Muội ăn đi. Đến rồi hả? Đến rồi. Đúng vậy. Đây, trên đó chẳng phải là Hoàng Giác Tự sao? Chính là Hoàng Giác Tự. Tỷ, chẳng phải vừa rồi tỷ nói đưa muội đi gặp ý trung nhân của tỷ sao? Tại sao tỷ lại đến đây? Huynh ấy đang ở trên núi đó. Vậy chẳng lẽ huynh ấy là cư sĩ trên núi, hay là ai đó đang để tóc đi tu? Không phải vậy đâu. Huynh ấy không phải cư sĩ, chẳng lẽ là hòa thượng trên núi sao? Hả? Không cho muội biết. Lát nữa lên tới trên núi, tự muội sẽ biết. Ta xem muội có tin mắt không, xem muội có thể tìm ra được tỷ phu tương lai của muội không. Tỷ, mau cho muội biết đi mà. Được Dư ơi, đi mau lên. Hả? Trung bác ca. Hả? Thành thật xin lỗi huynh, tôi đến thăm huynh, làm hại huynh phải ngủ dưới đất cả đêm. Không sao đâu, dưới đất có cỏ khô và rơm mà, nó ấm lắm đó. Trung bác ca. Hả? Huynh giữ lại số bánh này đi. Muội cầm lấy đi, muội còn phải đi thêm một ngày trời, chẳng lẽ muội không đói sao? Nhưng mà số bánh này muội cố tình mang đến cho huynh đó. Muội cố tình mang đến cho ta, ta cũng không thể nhận. Bây giờ ngoài đời đang hỗn loạn, phải nhịn đói. Và cậu của muội đâu phải là gia đình giàu có đâu. Muội và mẹ muội sống nhờ người ta nữa, có thể được ăn no sao? Hả? Nè, muội không chịu nghe lời chứ gì? Vậy sau này đừng tới nữa nha. Sao muội lại giận ta? Ta chỉ là nói đùa với muội chút thôi mà. Nè, sau này muội thích lúc nào đến lúc đó ha. Nè, cười cái đi, cười cái coi. Như vậy mới dễ thương chứ. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, đi thôi. Tỷ. Tiểu hòa thượng ra đây hẹn hò sao? Quên ấy không phải là hòa thượng. Không phải hòa thượng sống trong tự để làm gì chứ? Cô gái này trông cũng được lắm chứ. Mặt trái xoan, dòng eo nhỏ, gió lùa dư liễu bay phất phới. Chỉ tiếc là làn da hơi thô một chút. Cô tỷ, sao tỷ nói người ta như cô vậy? Cô tránh ra. Nhìn gì vậy? Vậy đại tỷ này, tôi nhìn thấy cô mặt mày sáng sủa, mặt trái xoan, dòng eo nhỏ, gió lùa dương liễu bay phất phới. Đúng vậy. Nhưng mà đôi chân của cô hơi bự đó. Nè, sao cô ăn nói như vậy? Chân của tỷ tôi bự thì sao? Mắc mớ gì cô? Chân bự tốt, chân bự đi đường sẽ vững chắc hơn, đúng không? Đi thôi, đi thôi. Nói tỷ đi. Tỷ chờ muội, chờ muội với. Tỷ ơi, nè, muội đi hết nổi rồi. Sao tỷ đi nhanh như vậy? Tức chết đi thôi, có gì phải giận chứ. Muội biết rồi, nhất định là tỷ thương tên ăn mày lúc nãy rồi, đúng không hả? Con a đầu thúi kìa, sao lại nhìn ta như vậy? Ta mà đi thương một tên ăn mày không thể như vậy được ha. Có lý nào ta lại đi lấy một tên ăn mày chứ? Thiệt tình à? Vậy thì tỷ định lấy ai? Muội đoán đi. Muội đoán tỷ tỷ sẽ lấy một Trạng Nguyên. Ta không thèm đâu, tối ngày lo học. Vậy thì tỷ lấy tướng quân đi, tỷ tỷ làm tướng quân phu nhân. Thôi đi muội. Vậy tỷ muốn lấy ai đây? Hoàng thượng đó, ta phải làm nương nương. Hả? Ta phải đi hỏi Bồ Tát. Trung bác ca. Hả? Hai cô gái vừa rồi xinh đẹp thật đó. Muội đâu thua kém gì họ đâu.
Chẳng qua là bọn họ có người nấu cho ăn, ăn mặc thì sang trọng, không cần làm lụng bên ngoài nắng mưa, cho nên họ mới có làn da đẹp hơn thôi. Nè, nếu muội sống trong khuê cát đó nha, muội cũng là người đẹp chứ bộ. Huynh đừng có chê cười muội nữa. Trời ơi, ta không có chê muội đâu. Từ Đạt có thường xuyên nói câu này đó nha, để nói trong đời này á chỉ lấy mình muội thôi. Muội bị sao vậy? Có người yêu thương muội, muội nên vui mừng mới phải chứ. Sao mặt lớn mặt nhỏ vậy hả? Huynh đừng có nhắc Từ Đạt với muội nữa. Từ Đạt là huynh đệ của ta đó. Trời ơi, huynh đừng có xen vào chuyện của muội nữa. Trời ơi, muội là nghĩa muội của ta cơ mà, chuyện của muội là chuyện của ta, sao ta có thể không bận tâm được chứ, đúng không hả? Nếu như huynh ở không như vậy, huynh hãy tự quan tâm tới mình nhiều hơn đi. Nè, muội không cần huynh tiễn, huynh quay về đi. Có thật là không cần ta tiễn không? Ta nói sai chuyện gì sao? Qua đó coi thử đi. Lợi hại thiệt hả? Cô nhìn thấy chưa? Đây mới là người tài lánh mặt đó. Ừ. Tăng Lữ trong tự cao siêu lắm rồi. Ê, tôi nghĩ một ngày nào đó tôi có võ công như vậy, vậy là quá tốt rồi ha. Vậy tôi sẽ đi khắp thiên hạ. Ừ. Chuyên đánh bọn người xấu xa. Đúng như vậy. Đánh đại sư huynh trước. Đúng. Chúng ta đánh cho hắn phải xin tha. Đúng rồi, cho hắn biết tay luôn. Ôi trời ơi. Chạy mau. Chạy đi, mau lên. Mau. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Hai tên tiểu hành động kia tại sao lại tới đây? Đại sư huynh, các huynh, các huynh quá phóng thật. Phải. Đại sư huynh ạ, thật ra thì chúng tôi cũng muốn học võ công lắm, hay là huynh dạy chúng tôi chút xíu? Huynh dạy chúng tôi đi hả? Những chỗ này không phải chỗ bọn tiểu hành động các ngươi nên tới đâu, cút khỏi đây ngay. Nè, không nên nói như vậy chứ đại sư huynh, dù sao chúng tôi cũng là thành viên trong tự mà, phải không? Cho nên dạy chúng tôi dạy chiêu có sao đâu chứ. Đúng. Hai tên tiểu hành động còn ở lì ở đây, coi chừng ta cho các ngươi ăn cơm đó. Đi thôi. Bắt đầu. Ghé vô xem đi. Để bánh bao, bánh bao. Bánh tốt đây. Xem đi, xem đi. Đánh đi. Tới lượt tôi nè. Được, tấn phải dựng, lưng phải có lực. Người lẹ hết chưa? Ê, đưa tôi mượn coi. Đánh được không? Ừ. Hả? Hả? Đăng. Đăng à, xin lỗi nha. Xin lỗi. Lỡ tay. Không sao. Không sao thật chứ? Không sao. Hả?
tôi thành công rồi. Trùng bác sư huynh, huynh không sao chứ? Không sao không sao. Có lẽ dạo này tôi thiếu ngủ nên mới vậy thôi. Không sao đâu. Vừa rồi huynh lợi hại lắm. Vậy sao? Thầy không vậy? Làm tiếp nha. Lợi hại. Trùng bác, cậu thấy sao vậy? Trùng bác. Cậu tỉnh lại rồi. Sư phụ. Trùng bác, sư phụ cậu đã dẫn công liệu thương cho cậu rồi. Sư phụ, Trùng bác xin đa tạ. Trùng bác, có phải con lén luyện tập côn pháp không? Trùng bác biết lỗi rồi. Con là một người thông minh, nhưng con lại bị thông minh của mình làm hại. Mai mà ta và tổ sư kịp thời phát hiện, dẫn công liệu thương cho con. Nếu không sẽ nguy hại đến mạng sống của con. Con quá nôn nóng rồi đó. Người ta luyện công phải coi trọng khí mạch. Còn con chỉ biết bắt chước khí mạch sai hết. Khí mạch mà sai, hại tim hại tỳ, cho nên tẩu quả nhập ma. Con nói đi, tại sao con luyện tập võ công? Con không muốn bị người ta ăn hiếp nữa. Nếu con học thành võ công thì con có thể trừ gian diệt ác. Con sẽ không như bây giờ vậy, chứng kiến bá tánh bị người ta ăn hiếp, chỉ có thể quanh ta đứng nhìn, chỉ biết đau xót trong lòng, không giúp gì được họ. Thậm chí có đôi lúc tự lo cho mình còn chưa xong. Vả lại bọn quân nguyên đó gieo nhiều đau thương, họ nhẫn tâm độc ác. Nếu như con mạnh mẽ hơn nữa, họ sẽ không thể ăn hiếp con nữa. Nếu như bá tánh chúng ta có thể mạnh mẽ lên, vì bọn quân nguyên đó sẽ không dám hiếp người quá đáng nữa đâu. Được, chờ sau khi con hồi phục, đích thân sư phụ sẽ dạy võ công cho con. Tạ sư phụ. Xuống tấn phải vững, eo phải có lực. Sư phụ, con sẽ ghi nhớ mãi. Xuống tấn phải vững, eo phải có lực. Có lực. Dạ. Bộ hàng ma côn pháp của sư phụ con đã luyện thành thạo, tiến bộ ngoài mong đợi. Tiếp tục cố gắng. Con nhớ rồi sư phụ. Nay quân nguyên ngày càng tàn bạo, nhẫn tâm độc ác, ông cần phải để ý nhiều hơn. Tôi đã biết rồi. Trong cuộc đời của tôi chỉ có một nguyện vọng, đó là lật đổ nguyên triều. Không thành công cũng sẽ thành nhân. Đừng bao giờ manh động. Trước khi khởi sự nhất định phải có kế hoạch chu toàn. Nếu như địch mạnh ta yếu, nhất định phải biết tránh né. Cũng như lần trước, làm vậy quá nguy hiểm. Chuyện cá nhân tôi không sao. Từ lâu tôi đã xem cái chết như là không có. Tôi không ngại dù phải hy sinh, chỉ sợ liên lụy thầy và Hoàng Giác Tử. Vậy tôi sẽ thấy áy náy ở trong lòng. Ê, không nên nói vậy. Phản nguyên phục tống là sứ mạng cả đời của tôi. Không diệt nguyên triều, tôi chết không yên lòng. Lần này tôi đã sắp xếp một số nhân chí sĩ và nguồn sức mạnh bí mật lén bảo vệ ông. Nếu như ông cần gì, lập tức liên hệ với tôi. Được. Cung tống sư tổ. Trùng bác, cậu phải siêng năng theo sư phụ cậu học chữ, siêng năng luyện võ. Cậu từng bị quân nguyên làm khổ nhiều,
và cũng biết nỗi khổ của bá tánh nghèo khổ. Cậu phải là một người hữu dụng, mang những gì đã học cống hiến cho lão bá tánh. Sư tổ, những lời ông nói tôi sẽ ghi nhớ. Hãy bảo trọng. A Di Đà Phật. Thành công rồi. Thành công. Thành công rồi. A Di Đà Phật. À, đại sư, tôi được hương thân đề cử đến đây mời thầy Hạ Sơn làm pháp sự giúp bá tánh cầu phúc cầu mưa. Ông đây là người có lòng thiện. Thiên tai liên miên, khổ cho bá tánh, tôi không còn biết làm gì hơn. Đáng quý cho ông có tấm lòng thương người, lão nạp cũng bị cảm động, cho nên nghĩa bất từ nan. Xin ông đây cứ chọn thời gian, tôi sẽ dẫn chung tăng đến đó. Đa tạ đại sư. A Di Đà Phật. À, đại sư. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đại sư, mời. Mọi người theo ta. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hả? Mẹ ơi là mẹ. A Di Đà Phật. Chẳng phải mẹ huynh chết rồi sao? A Di Đà Phật. Nhớ bà ấy hả? Câm miệng đi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vất vả lắm sư phụ, vất vả lắm, vất vả lắm. Ê, hai vị làm gì vậy? À, chúng tôi là tiểu hành đồng đi theo hầu đại sư. Cô đưa khăn lông cho chúng tôi đi. À, không sao. Nè, hai vị hãy cầm đi. Đây tạ. Nè. Chú Trùng Bác à, sao huynh chuyển qua đánh trống vậy? Trước kia huynh nghênh ngang kiêu ngạo lắm mà, tại sao hôm nay lại khum lưng uống người vậy? Đi, lấy trống. Ê, ê. Ê, tiểu thơ à, phen này họ tự sao mình vào lưới đó. Lát nữa tôi sẽ thay cô cho họ biết thế nào là lễ độ. Thôi đi, tha cho họ đi mà. Ê, tiểu thơ à, Chú Trùng Bác. Không được đâu. Ê, tiểu thơ. Hoàng tử tại Bồ Tát hành thăm ban nhược ba la mật đa thời, chiêu kiên ngũ quẩn giải thoát. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, nhất thiết khổ ác, tôi nhất định chả biết tay. Ê trời ơi, ráng nhịn đi. Gia đình này cũng vậy nữa, dù già giáo, kể cả cô tiểu A Hoàng cũng ăn hiếp nữa. Ê trời ơi, cậu nói chuyện nhỏ tiếng chứ không được hả? Sao huynh sợ họ quá vậy? Không phải là tôi sợ họ đâu, mà là tôi đối không lại. Sao hả? Hai người không quen nhau à? Không phải vậy. Chú Trùng Bác, cô uống nước không? Không uống thì thôi. Cô để đây được rồi, sao lại hắt dịch như vậy? Chúng tôi từ xa tới đây, chuyện vất vả đi lại không nói, còn phải bị cô A Hoàng như cô dằn mặt nữa. Phải 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 phải, hai vị đại gia vất vả cho hai vị lắm đó. Ê, chú Trùng Bác, sao không thấy người đàn bà của huynh vậy? Đàn bà? Cô không nên nói đùa như vậy. Trùng Bác đâu có đàn bà nào. Chẳng phải từng có một vị tiểu cô nương huynh huynh muội muội đến tìm hắn sao? Cô nói thình thình chứ gì, là muội muội của huynh ấy. Ê trời ơi, đừng có nói nữa. Ê qua đầu kia, cô hỏi gì nhiều quá vậy? Sao cô lại đeo Trùng Bác bạn tôi như cái vong vậy? Có phải cô đại sư làm Trùng Bác bạn tôi không? Nếu như có, để tôi giới thiệu nha. Thôi đi, ai mà siêu lòng hắn chứ. Tay chân quê mùa vừa dữ vừa ngốc, mà mới chọn hắn. Cô vừa nói gì? Ê, tên tiểu hành tôi đồng kia làm gì mà hung dữ quá vậy?
cầm trung cổ khúc Kỳ U Lan, Di Ngã ân cần canh lung kháng. Nhị tiểu thư, đã lâu rồi cô không có múa, hay là cô múa một bài đi? Thôi được, Hữu Lượng ca đánh đàn, còn muội thì múa. Có câu tư trúc yểu điệu, trường tụ thiện vũ. Tình cảnh như vậy, muội gì tiếng đàn mà giúp vui điệu múa. Hay lắm. Chư tăng lữ ở phía trước cầu mưa, chúng ta cầu mưa tại Hoa Viên. Có lẽ ông trời cũng phải thưởng thức điệu múa của muội ngay trong đêm nay, sẽ ban cho chúng ta một cơn mưa lớn. Hay quá, đây có khác gì chuyện vui nhất trên thế gian này. Xin lỗi nha. Ai vậy? Ai cho phép Quỳnh bước vào giường nhà tôi? Chú Trùng Bác, Quỳnh vẫn còn sống à? Trước cùng tôi đã tìm được Quỳnh rồi. Hai Quỳnh quen nhau sao? Trời ơi, Trần đại ca, Quỳnh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi đó. Tôi thành thật xin lỗi Quỳnh nha. Con người tôi lỗ mãn, gây thêm rắc rối cho Quỳnh rồi. Quỳnh không nên căng thẳng. Tú Liên, Quỳnh đã làm cho Quỳnh ấy sợ đó. Hữu Lượng ca, Quỳnh không biết thôi, đây là chậu lan mà cha thích nhất. Quỳnh có đền nổi không? Quỳnh đúng là thô lỗ, sao không chịu nhìn? Xin lỗi nha. Thôi được. Trùng Bác, tôi được biệt phái chuyển nhân lực tới Hoàng Hà. Tôi tìm Quỳnh suốt 3 ngày 3 đêm nhưng không thấy bóng Quỳnh đâu. Tôi còn tưởng là Quỳnh gặp sự cố rồi. Trời, tôi không có đi Hoàng Hà. Đội ngũ trai làng đó bị giải đi Hà Nam, sau đó gặp được nghĩa quân, bọn quân nguyên đó bị giết sạch, cho nên tôi đã trốn về đây. Hả? Nói chung Quỳnh không sao là tốt. Trong lòng tôi cứ cảm thấy hổ thẹn, chứ tôi không thể ra tay cứu Quỳnh. Trời, Trần đại ca, Quỳnh không nên nghĩ như vậy. Quỳnh là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Đại ân đại đức của Quỳnh đối với tôi đến chết cũng không quên đâu hả? Nè, Quỳnh tại sao có thể đến được Mã Phủ vậy? Tôi đến làm pháp sự cầu mưa đó. Quỳnh là hòa thượng của Hoàng Giác Tử, nhưng mà Quỳnh... Vẫn chưa phải là hòa thượng đâu, tiểu hành động thôi. Trùng Bác, Quỳnh đến Hoàng Giác Tử rồi sao? Kể ra dài dòng lắm, sau này có thời gian á, tôi từ từ giải thích cho Quỳnh nghe luôn hả? Cũng được. Tú Anh. Tú Anh, ta giới thiệu một người cho mùi làm quen. Người này là ai vậy? Chu Trùng Bác. Nè, mùi nhớ ta từng kể cho mùi nghe không? Vì tiểu huynh đệ mà lần trước bị bắt đi đắp Hoàng Hà, Quỳnh ấy vẫn còn sống. Hả? Thì ra là hắn hả? Sẽ bị lột da đó. Bị lột da cũng đáng đời. Nè, Tú Anh. Nè, Tú Anh à. Nè. Hả? Có phải Quỳnh đã thương tỉ tỉ của tôi không? Tôi thấy hai người lấp la lấp lửng như bà cụ 80 tuổi vậy, nghe không hiểu. Tôi đâu quen tỉ tỉ cô đâu. Không thể như vậy. Tôi cho Quỳnh hay, tỉ tỉ của tôi thương Quỳnh đó. Quỳnh đeo đuổi tỷ ấy đi. Nếu như Quỳnh thành công thì Quỳnh có thể làm tỷ phu của tôi. Hay đó. Nhưng tôi đuổi không nổi đâu. Nhưng Quỳnh có thể ở rể mà. Quỳnh khờ thật. Tú Anh. Mùi sao vậy? Thật ra cũng không có gì. Chẳng qua tôi cũng thích con người đó. Mùi cũng đánh giá qua bề ngoài sao? Tôi là Trùng Bác rất nghèo, nhưng mà trong Quỳnh ấy có tố chất đại trượng phu. Nè, lúc chúng tôi quen nhau, Quỳnh ấy bị trói trong chùa quan. Bọn đạo phụ thủ chuẩn bị ra tay. Thông thường mà nói, hầu như ai cũng sợ tới chết ngất. Nhưng mà Quỳnh ấy rất bình tĩnh. Chỉ dựa vào đó, ta rất là khâm phục Quỳnh ấy. Xem ra Quỳnh cũng khá mến mộ hắn đó. Người sống trên giang hồ mà, muội không nên từ chối bạn bè dù họ là ai. Ta chỉ mến mộ hai loại người. Một là tài năng,
hay là anh hùng? Ê, nè Trung Bác, Trung Bác qua đây. Trung Bác, để tôi giới thiệu với huynh, đây là Tú Anh, vị hôn thê của tôi. Ê trời ơi, thì ra là đại tổ tương lai ha, xinh đẹp quá trời luôn. Trời đại ca, huynh quả là người có phúc đó. Đúng theo câu người thấy người thương, xe thấy xe chở, quan tài thấy cũng phải mở nắp luôn. Nhưng mà trời đại ca, vì đại tổ xinh đẹp như vậy, huynh cần phải coi chừng đó nha. Đừng có để ả chạy ra ngoài đường, bị bọn đàn ông có ý đồ xấu nhắm trúng như vậy sẽ rất là rắc rối đó nha. Không được cười sao? Tú Anh, huynh đừng có giận mà. Tôi là Trùng Bác hay nói đùa, nhưng huynh ấy nói cũng có lý. Thời thế hiện nay hỗn loạn như vậy, cô gái xinh đẹp như hoa như muội đây, ta cần phải cho người đi theo bảo vệ mới đúng. Đúng vậy. Thôi được rồi, không quý đề hai vị trò chuyện nữa. Tôi đi tìm sư phụ tôi nha. Nè Trùng Bác à, hả? Chúng ta cùng đi uống trà trò chuyện với nhau đi. Không đâu, thân phận tôi thấp hèn, sao có thể ngồi chung bàn với hai vị được chứ. Đã là sinh tử chi giao rồi, sao phải phân chia rõ ràng như vậy chứ? Trời ơi, ý tốt của Trần đại nhân tôi xin ghi nhớ, chẳng qua tôi biết rõ thân phận của tôi, không dám làm cố hả. Xin phép. Bái kiến sư phụ. Sư phụ, không biết thầy kêu Trùng Bác đến đây có chuyện gì không á? Tôi qua sư phụ có một giấc mơ. Mơ thấy Bồ Tát rồi sao? Trùng Bác, mấy ngày qua con luyện công, con sử dụng cây côn đó không? Dạ sư phụ, vẫn còn dùng cây côn đó. Đúng vậy, trong kho vũ khí có côn đồng côn sắt. Sư huynh không dám xin đại sư huynh cho, chúng con đều giấu đại sư huynh mà lén luyện tập. Sư phụ à, hay là thầy nói một tiếng, kêu đại sư huynh cho chúng con hai cây côn sắt đi, được không sư phụ? Không cần đâu. Hôm nay sư phụ biếu cho con một món báu vật. Tỷ, tối nay có hát tuồng, tỷ và tỷ phụ có đi coi không? Ta không đi coi được. Có phải muội muốn đi chung với Hữu Lượng không? Vậy tỷ đi đâu? Quan Giác Tử. Wow, cha, tỷ đọc nhiều sách như vậy sao? Đúng vậy. Tại sao con đứng đây xem tuồng đi? Tỷ, tối nay họ hát tuồng Tây Tương Ký rất là hay. Không chừng tối nay sau khi tỷ phụ coi xong Trương Sinh, Noi Gương Trương Sinh, Kim Dạ Đai Nguyệt, Tây Tương Hạ, tỷ nghĩ huynh ấy sẽ chọn đông tường của tỷ hay là chọn tây tường của muội? Theo ta nghĩ á, hắn có giỏi cứ cho hắn chọn tây tường của muội. Tỷ, muội đã cố gắng làm tất cả những gì muội có thể, nhưng mà Hữu Lượng ca vẫn tỏ ra như khúc gỗ. Vậy đến sau cùng tỷ vẫn là cô Thôi Quanh Quanh, còn muội vẫn là cô Tiểu Hồng Nương đáng thương. Tỷ, nếu như tỷ phụ hỏi muội đi đâu, vậy muội nên trả lời sao đây? Trả lời thế nào thì cứ nói thẳng ra, ta đi Hoàng Giác Tự. Vậy là tỷ thương tên Tiểu Hòa Thượng đó rồi hả? Quân ấy chỉ là Tiểu Hành Đồng. Tiểu Hành Đồng thôi. Tiểu Hành Đồng cũng là nửa Tiểu Hòa Thượng rồi. Nếu tỷ thật sự không ghen, tỷ, muội và tỷ phụ sẽ đi xem tường nha. Tỷ chịu không? Cút ngay đi. Cây kim thương này là trấn tự chi bảo của Hoàng Giác Tự, được lưu truyền qua nhiều đời cao tăng. Theo như bậc tăng được biết, tính đến nay đã hơn 300 năm rồi. Trùng Bác. Dạ. Hôm nay sư phụ mang cái kim thương này ban tặng cho con. Một tên Tiểu Hành Đồng, một nữa là Hòa Thượng, chi phù giả giả, giọng phi thiên doãn, sao có thể hiểu được đi? Làm như vậy đúng theo câu ông bà ta nói, đàn gãy tay trâu. Cú này huynh ấy sẽ hiểu. Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ý ta muốn giúp huynh ấy mở mang. Nếu không huynh ấy càng ngày càng khờ, càng ngày càng rời xa hư quả nhân gian. Sư phụ à, con huynh có được kim thương này á, tăng tăng tăng, huynh có thể tung hoành thiên hạ, không còn sợ nhịn đói nữa.
Hey, đừng nói bậy. Sư phụ à, như vậy không được đâu. Cây kim thương này đối với con mà nói, nó quá quý giá rồi. Con không phải là hòa thượng trong tự, chỉ là tiểu hành đồng thôi. Cùng lắm chỉ là một nửa hòa thượng thôi. Sao con có thể nhận món quà quý giá như vậy được chứ sư phụ? À, không 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 không, sư phụ cất vô đi hả? Sư phụ mà, huynh nhận đi. Trùng Bác, sư phụ cho con cây kim thương này không phải cho con luyện võ nghệ, mà muốn con sang bằng chuyện bất công trên thiên hạ, đòi lại công bằng cho hoa hạ ta. Tôi qua sư phụ có một giấc mơ, mộng phi thiên hạ bác thiên lý, long phi phụng lai hoàng giác tự. Cây kim thương này chờ hơn 300 năm, rốt cuộc đã chờ được chủ nhân của nó. Trùng Bác, nhận lấy. Dạ sư phụ. Quả như là báu vật đó nha. Ê, này này này, cho tôi mượn tập nha. Được thôi, nè, cầm lấy. Ê, trời ơi, đứng dậy đi. Từ từ thôi. Được rồi. Ê, trời ơi, sao cậu sơ ý quá vậy? Tôi kêu cậu cầm thương thôi mà, như vậy cũng cầm không nổi nữa. Ê, thiệt là cái thương này nhẹ lắm cũng 60-70 cân. Ồ, thường ngày chúng ta tập bằng công có 4-5 cân thôi, sao huynh có thể cầm đến nổi? Có phải huynh đã học trộm võ công gì của sư phụ không? Sư phụ đâu có truyền võ công gì cho tôi. Chẳng qua ông ấy nói với tôi câu này thôi. Để tôi nghĩ lại nha. Đại sư huynh có chuyện rồi. Kim thương trong thiền phòng của sư phụ bị lấy trộm rồi. Có sư đệ nhìn thấy kim thương đó bị Chu Trùng Bác và Đăng lấy trộm. Hắn tạo phản rồi. Chính là cuốn này rồi. Chu Trùng Bác ơi, Chu Trùng Bác, huynh đọc xong cuốn sách này sẽ trở nên thông minh hơn. Tam thập lục kế có mỹ nhân kế. Mỹ nhân ý là nói chuyện bự của ta. Tiểu thư, đây là con ngựa mà cô cần. Mộng phi sơn hà bác thiên lý, long phi phụng lai hoàng giác tự. Sư phụ đó đã nói với tôi câu thơ này đó nha. Sao tôi không nhìn thấy long phụng gì cả? Tôi chỉ nhìn thấy con gà mái cục tác đẻ trứng thôi. Chưa đâu, gà trống cũng đẻ trứng đó. Cục tác gà trống đẻ trứng hả? Sao cậu dữ ơi quá vậy? Nhớ kỹ, sư phụ tặng cây thương này cho tôi là dùng để Jack sang bằng chuyện bất công trên thiên hạ, đòi lại công bằng cho hoa hạ ta đó. Nguy rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Chú Trùng Bác, để lấy trộm hạng mã kim thương. Ê trời ơi, đại sư huynh. Ô, không phải như vậy đâu, huynh đừng có nhầm lẫn đó nha. Do chính tay sư phụ tặng cho đệ đó, thiệt đó. Còn dám xảo biện hả? Bắt hắn lại. Ê nè. Này không có mà. Nè. Trùng Bác sư huynh, huynh không nên nương tay, như vậy huynh sẽ chịu thiệt đó, cứ đánh đi. Được. Đại sư huynh, thật sự do sư phụ tặng cho đệ mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khoan, đại sư huynh, huynh chịu đệ hai lá gan, đệ cũng không dám lấy trộm trấn tự chi bảo đâu. Thật sự là do sư phụ tặng đệ đó. Sư phụ đi biếu trấn tự chi bảo cho tên tiểu hành đồng chưa xuống tóc giống như đệ, để tính gạt ai hả? Ai... Chu Trùng Bác ơi là Chu Trùng Bác, đệ đúng là nói dối mà không chớp mắt mà. Có phải đệ muốn sau khi luyện thành tài thay thế ta làm giáo đầu võ tăng ở trong tự hay không? Không, đệ tuyệt đối không dám làm vậy. Chính sư phụ cho đệ làm vậy đó. Sư phụ dạy đệ đó là san bằng chuyện bất công trên thiên hạ, đòi lại công bằng cho hoa hạ ta. Cười gì vậy sư huynh? Đệ muốn lật đổ nguyên triều rồi tự lên làm hoàng đế phải không? Hả? Đúng là phận cốc ghẻ đoạn thịt thiên nha. Ôi, đệ... Chu Trùng Bác. Hả? Bây giờ đệ có hai con đường để chọn lựa. Ờ. Một là mang kim thương trả lại cho bổn tự. Ờ. Sau đó quỳ trước Phật tổ 3 ngày 3 đêm rồi cút khỏi đây ngay. Wow. Còn lựa chọn thứ hai. Ờ. Đánh bại ta, mang theo kim thương bỏ trốn. Mang kim thương về tự quỳ 3 ngày 3 đêm đánh bại hắn, mang theo kim thương bỏ trốn. Trời ơi. Chọn đi. Khó chọn quá, quân đợi chút đi, tôi hỏi ý cái đã. A Đăng, ta nên chọn cái nào đi? Dừng hơi, đánh hắn. Chính hắn dạy đệ làm vậy đó nha, đừng có trách đệ đó. Trời. Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh không sao chứ? Chủ Trùng Bác, để tạo phản sao? Đại sư huynh, Trùng Bác đắc tội nha. Các người mau cút khỏi hoàng giác tự cho ta. Được, lập tức biến mất liền. Sư phụ đến. Sư phụ. A Di Đà Phật, đệ tử quấy rầy sư phụ rồi. Ngộ Đức, cái kim thương này do sư phụ tặng cho Trùng Bác vào hôm qua. Sư phụ, cây kim thương này là trấn tự chi bảo, đã có hơn 300 năm lịch sử rồi, sao lại biếu cho một tiểu hành đồng như vậy? A Di Đà Phật, thiên cơ bất khả tiết lộ. Tỷ phu, tỷ phu, cuối cùng huynh cũng về rồi sao? Thúc phụ ta có thư, cha muội kêu ta về đọc thư. Nè, vừa rồi huynh đi đâu vậy? Ta đúng lúc ta gặp lại mấy người bạn cũ, cho nên đi hành qua lầu đi nghe nhạc uống rượu. Mộng phi sơn hà bát thiên lý, long phi phụng lai hoàng giang tự. Chú Trùng Bác. Sao lại là cô tính làm gì? Tôi làm gì? Sao huynh lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Chưa từng thấy Mã đại tiểu thư xinh đẹp như vậy chứ gì. Cô muốn gì đây? Mau lấy nước cho tôi uống đi. Không uống được. Sư phụ nói nước này chưa nấu chín, uống vô dễ xấu bụng đó. Huynh đã tiến bộ rồi. Khoan. Không có, huynh không sao chứ? Huynh bắt đầu biết quan tâm tôi sao? Chú Trùng Bác. Chuyện gì vậy? Huynh to gan thật đó. Huynh dám lấy trứ tự chi bảo của sư phụ huynh ra đây chơi hả? Ê, cô đừng hiểu lầm, do sư phụ tặng cho tôi đó. Cứ bịa đi tiểu hòa thượng, tôi không tin đâu. Món đồ quý giá vậy sao sư phụ huynh lại biếu cho huynh được? Ê, thứ nhất, tôi không phải là tiểu hòa thượng, tôi là tiểu hành đồng. Còn thứ hai, chính vì tối hôm đó sư phụ tôi nằm mơ, sau đó ngay sáng hôm sau gọi tôi đến, thì ấy tặng cho tôi cây kim thương này đó. Tin thì tôi có tin, nhưng mà nhưng mà sư phụ huynh còn nói thêm gì nữa không? Thầy ấy nói tôi không thẹn với cây thương này, kêu tôi san bằng chuyện bất công trên thiên hạ, đòi lại công bằng cho hoa hạ ta. Công bằng cho hoa hạ ta hả? Sư phụ huynh nói với huynh vậy sao? Thầy ấy còn nói gì không? Mộng phi sơn hà bác thiền lý.
Thôi được, quên cho tôi mượn cây thương coi kỹ lại. Hả? Nè 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 nè, cô làm gì vậy? Hả? Đau quá. Trật chân rồi nè. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Trời ơi, sao cô sơ ý quá vậy? Nè nè, từ 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 từ. Từ từ. Ngơ ngác như vậy. Cái gì? Xoa chân giùm tôi đi. Tôi xoa giùm cô hả? Nè, nam nữ thọ thọ bất thân đó nha. Sao lại thọ thọ bất thân? Vừa rồi huynh còn quan tâm tôi, bây giờ kêu huynh xoa giùm tôi thì có sao đâu. Nhưng mà ấy. Làm tiểu hành động cái gì? Ở trong chùa làm gì chứ? Bái Phật làm gì? Ăn chay làm gì? Tụng kinh làm gì? Phật tổ người ta lấy từ bi đi đầu, cứu khổ cứu nạn đó. Còn đợi sang bằng thiên hạ, kêu xoa chân cũng không dám. Thôi được 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 được, tôi xoa giùm cô là được chứ gì. Chỗ nào bị thương đâu? Quỳnh xoa chỗ nào thì chỗ đó bị thương. Chỗ này phải không? Thấp xuống chút nữa. Sư huynh, sư huynh, ý huynh làm gì vậy? Sao huynh lại xoa chân giùm đàn bà vậy? Nếu để sư huynh biết được, để đuổi chúng ta xuống núi đó. Bỏ cho đã đi. Cô ấy bị trật chân đó, đệ tưởng ta muốn hay sao? Đệ tử Phật môn không được đụng vô đàn bà. Ây, được rồi. Ý, huynh ấy không phải. Mau tránh qua một bên đi. Chứ Trùng Bác, hả? Tôi cho huynh hay. Ê, đợi đã, đợi đã. Tôi cho huynh hay, hôm nay tôi đến là để làm chuyện đàng hoàng. Tôi phải biếu món quà này cho huynh. So với kim thương do sư phụ biếu còn quý giá hơn rất nhiều. Quà gì vậy? Tôn Tử Binh Pháp. Tôn Tử? Tôi biết ngay huynh chưa từng đọc mà. Tôi cho huynh hay, huynh đơn thân độc mã, làm sao làm nên đại sự. Nếu như huynh không đọc cuốn sách này á, sau này cho dù huynh có thiên quân vạn mã, huynh cũng không biết dẫn binh. Năm xưa chính vì Hạng Tính đã đọc cuốn sách này, cho nên mới có thể đương đầu với cường địch, liều một trận chiến cho dìm xuống dòng sông. Tại vì người biết binh pháp, cho nên trong lòng có kế sách. Và có thể giúp Lưu Bang giành được thiên hạ đại hán với bờ cõi mênh mông. Wow, Tôn Tử binh pháp lợi hại dữ vậy hả? Nếu như ông nội binh pháp, bà nội binh pháp như vậy có lẽ sẽ lợi hại hơn nữa không? Quỳnh có lấy không? Tôi như là lấy rồi. Sao lại đi đây? Xoa chân trước. Ê nè, sao cô? Sư huynh, kể cái chân của đàn bà huynh cũng không dám xoa, sao huynh có thể làm nên đại sự? Đúng vô vậy. Đệ kêu ta đừng xoa mà. Bước thứ nhất, xoa chân của đàn bà sẽ làm nên đại sự. Mau lên. Tôi xoa chân xong, cô phải đưa binh pháp cho tôi đó nha. Ôi dạ, đau quá, đau quá. Chủ tiệm. Ê, cậu đến rồi hả? Chủ tiệm à, làm phiền ông. Dầu ăn và mì mỗi thứ 10 cân và còn 20 cân gạo nữa. Sau đó nước tương 2 cân, muối 1 cân. Làm phiền ông nha. Được, để tôi. Đã lâu không xem tuồng rồi hả? Trong người đều còn ít tiền, hãy chúng ta vô xem tuồng nha. Thái dì xin mời. Tỷ. Thái dì khách quan, mời vô đây. Ủa, sao huynh lại ở đây? Ý, tại sao huynh lại ở đây? Ý, nè, qua đây ngồi đi. Hả? Tỷ, ngồi đi. Ý, náo nhiệt quá ha. Chào các vị, mời, mời vào trong, mời vào trong. Tại chữ mua vé đó. Ngày đến là nể mặt rồi. Tiểu tử này biết điều lắm đó ha. Dạ, xin mời, xin mời. Hay, 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 hay lắm, hay lắm, hay quá, hay lắm, hay lắm, hay quá, hay thật. Thật mãi đi. Hay quá, hay. Nè, đứng dậy. Hả? Nè, đứng dậy. Tỷ. Xin lỗi các vị ha. Tỷ à. Chúng ta không ơi.
Từ lâu nghe nói Mã Gia đại tiểu thư thương tiểu hòa thượng trong Hoàng Giác Tự. Hôm nay thấy mặt tôi mới tin đó. Đến phá đám chứ gì? Ai trời ơi, cô nghĩ nên làm gì bây giờ đây? Tôi đã đập phá đồ của họ rồi, khẳng định là họ sẽ không tha cho tôi đâu. Không phải là các Quỳnh phá đám, là mấy tên vô lại đó phá đám mà. Đúng vậy, với lại đã lỡ phá đám thì thôi, chỉ là gánh hát thôi mà, tôi đền tiền. Nè, chờ sau khi Trùng Bác tôi có tiền á, nhất định trả cho Mã cô nương nha. Chưa Trùng Bác. Hả? Quỳnh có chí khí một chút được không? Quỳnh quên không biết sách tôi nói gì với Quỳnh sao? Quỳnh xem gì giới thoại ngoài tay hả? Nghe gia tỷ, người ta từng cứu mạng chúng ta đó. Tôi không có quên. Đúng vậy, Quỳnh phải nhớ lấy lời sư phụ dạy, san bằng chuyện bất công trong thiên hạ. Ừ. Thôi được, đi về. Chúng ta còn phải đi hơn 10 dặm đường đó. Đi mau lên. Thôi được, vậy chúng tôi đi trước nha. Đa tạ nha, đi. Tỷ, rốt cuộc muội đã biết tại sao tỷ lại thương huynh ấy. Nếu hôm nay là hữu lượng, tỷ nghĩ liệu huynh ấy có ra tay giúp đỡ không? Tất nhiên rồi. Có thật không? Có gì đâu mà thật hay giả. Về nha. Ý, công tử trở về rồi. Ôi cho ngựa ăn đi. Dạ được. Thúc phụ. Ê, hữu lượng à, con trở về rồi sao? Thúc phụ, thúc quá sợ ý đó. Lương thực và binh khí đang cấm nhận, đá quý và còn hương liệu đều phải qua thị Bách Ti kiểm tra mới có thể giao dịch được. Ê, thị Bách Ti kiểm tra 10 phần trừ hết 3 phần, còn phải đóng phí này phí kia và phí giao bách nữa. Thử hỏi làm sao làm ăn được, lấy gì mà lời. Thúc phụ, dây hàng đang bị tạm giữ ở đâu? Ở trên tàu, ở bên cảng. Triều đình quy định nhẹ tội thì tịch thu hàng hóa, nặng thì phải phạt tù. Đại nguyên triều này chỉ ăn hiếp người ta mà thôi. Thúc phụ, thúc không nên lo lắng. Con sẽ tìm cách lấy lại số hàng đó trước. Còn đó, trước tiên phải tạo quan hệ với Bình Chương phủ. Đều là buôn lậu cả, nếu như không có quan hệ với cấp trên, e rằng không ai nể mặt con. Trần công tử, mời vào trong. Vô đi. Mời. Hữu lượng bái kiến Bình Chương đại nhân. Được nghe qua đại danh của Trần công tử. Không dám. Trần công tử là con người tao nhã như vậy, hôm nay tại sao lại tới tệ phủ? Thúc phụ của tôi đã gặp đôi chút rắc rối. Mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đó, có cần tôi ra mặt hay không? Bình Chương đại nhân, ở trong tỉnh ngài là người duy nhất có thể lên tiếng quyết định. Những chuyện như vậy ngài nói một tiếng thì có thể dàn xếp được. Châu phủ không thể xem thường họ được đâu. Họ có người làm trong triều đình, có người che chở cho họ. Tôi có cần phải đi rờ mông của con cọp đang giấu mặt hay không? Bình Chương đại nhân, đây do tôi và thúc phụ dâng cho ngài. Thúc phụ không ngừng dặn dò, cứ tôi chuyển lời tới ngài. Nếu như có thể lấy lại số hàng mang về nhà, thì nửa giá trị của số hàng đó nó sẽ thuộc về ngài. Thôi được, tôi tự khắc có chủ ý. Cậu về nhà chờ tin đi. Tạ Bình Chương đại nhân. Đại ca, vừa rồi để lo cho huynh lắm. Tôi không ngờ một người thường hay cao ngạo như huynh kiếm sống trên giang hồ sao có thể không mất mát được. Những chuyện như vậy sau này khó tránh khỏi. Đại ca, hôm nay để đối với huynh đúng là khâm phục sát đất. Đàn ông mà, chúng ta nên chấp nhận hạ mình, nếu không sẽ phải chịu khổ nhiều hơn. Ê đại ca, tiền của thúc phụ sẽ là tiền của huynh. Tất nhiên, nếu không có tiền lấy đâu ra thiên quân vạn mã đây.
Bồ Tát ơi, Bồ Tát ơi, Chu Trùng Bác không biết được bao nhiêu chữ, có thể nói là kẻ mù chữ rồi. Cho nên xin Phật Tổ chỉ bảo cho con biết rốt cuộc là Tôn Tử binh pháp này hay hơn hay là Bà Nội binh pháp gì đó hay hơn đi. Nhưng mà bây giờ con không có Bà Nội binh pháp, con chỉ còn biết đọc Tôn Tử binh pháp này thôi. Cho nên vẫn phải xin Phật Tổ phù hộ con có thể đọc và hiểu Tôn Tử binh pháp này nha. Con thật sự muốn biết Tôn Tử binh pháp này nói những gì, cho nên xin người hãy giúp con đọc và hiểu được binh pháp này nha. Ây trời ơi, A Di Đà Phật. Trùng Bác, Trùng Bác. Sư phụ, tại sao con lại ngồi đây ngủ gật vậy? A Di Đà Phật. Tôn Tử binh pháp là một cuốn sách hay, nhưng mà con đọc không hiểu gì hết sư phụ à. Không sao, khi nào con ở không đến tìm sư phụ, sư phụ từ từ dạy con. Đa tạ sư phụ. Đây là một cuốn sách phản ảnh pháp lý chiến tranh, dạy người ta cách dàn binh bố trận, đã kích kẻ địch rất hiệu quả. Nhưng mà trên thế gian này vẫn còn một pháp lý lớn hơn. Là pháp lý gì vậy sư phụ? Sư phụ biếu cho con 8 chữ, con nhất định phải ghi nhớ. Đắc nhân giả hưng, thất nhân giả băng. Đắc nhân giả hưng, thất nhân giả băng. A Di Đà Phật. Dạ được sư phụ, con hứa nhất định ghi nhớ trong lòng. Wow, xem bộ sắp có mưa lớn rồi đó. Xem ra trận tai nạn khó mà tránh khỏi được. A Di Đà Phật.